trong Phật giáo Thiền Tông ha, có vị thầy kêu Triệu Châu là một trong những nhân vật nổi tiếng xuất sắc nhất. Ok, ông là một vị thiền sư cuối đời nhà Đường rất quan trọng. Triệu Châu thiền sư là một người hoạt bát vui vẻ, không có phó pháp gì. Ok, nhớ chữ phó pháp rồi ha, nay học thêm được chữ ha. Mấy người mà trẻ trẻ đó không biết chữ phó pháp là gì. Cái vị thiền sư này ha rất là vui vẻ, hóm hỉnh, và trí tuệ của ông lúc nào cũng tuôn trào như một dòng suối không bao giờ cạn. Sức sống của ông lúc nào cũng được thể hiện một cách linh động vì có trí huệ cao thâm. Nên ông được thiên hạ tặng cho biệt hiệu là Triệu Châu Quan Âm. Tại vì ông có trí huệ cao thâm thì phải kêu là Triệu Châu cao thâm chứ, tại sao Triệu Châu Quan Âm hả? Chắc ổng tu phế Quan Âm hả? Tại vì ổng là thiền sư người Nam mà, hòa thượng đâu phải ni cô đâu. Còn Đức Quan Âm của Trung Quốc thường thường là người nữ phải không? Việt Nam cũng vậy phải không? Thì kêu ổng là Triệu Châu Quan Âm là nói ổng sao? Chắc không phải đâu ha, không phải ý vậy đâu ha. Tại vì ổng tu phép Quan Âm mới kêu vậy chứ phải không? Phải rồi, mình biết liền ha. Biết rồi, khổ lắm. Nói mãi. Nhà Thanh ở bên Tàu lúc đó ha, có vị vua kêu bằng Ung Chính ha, là một người rất tôn sùng đạo Phật, nên đã truy phong cho ông với danh hiệu là Triệu Châu Cổ Phật. Hồi nãy là Quan Âm, bây giờ Cổ Phật rồi. Triệu Châu á, tuy không sáng lập một môn phái nào, nhưng những tông phái, chi phái phát xuất sau đời nhà Đường á, đều noi theo trí tuệ và phong cách của ông. Thái độ sống của ông có thể được hình dung như là hùm beo không chung vào hang thỏ, kẻ đại ngộ không câu nệ tiểu tiết. Lạc rối quá ha. Nói gì mà cao dữ vậy nè. Người mình thì nhỏ mà nói cao vậy sao không tôi có hiểu được. Có nghĩa là chắc vị này không có câu chấp những cái chuyện gì nhỏ nhỏ mọn ha. Cái chuyện gì quan trọng á thì ông ráng mà lo lắng ha. Chuyện gì không quan trọng ổng kệ nó ha, mặc kệ nó. Ông bỏ qua. Ok. Thì đúng rồi, mình tu hành phải vậy chứ phải không ha. Nếu mà lúc nào cũng lo mọi thứ tào lao chi đế ha, thì đâu có thời giờ mà tu hành, phải không? Với lại, mình phải prioritize chứ ha. Tức là cái chuyện gì mà quan trọng ha, thời giờ nào làm cái gì, mình phải làm cái đó ha. Cái gì quan trọng mình làm trước. Chứ nếu không cả ngày những chuyện gì cũng làm hết, đâu có thời giờ đâu. Thời giờ đâu ăn, thời giờ đâu ngủ, phải không? Ok. Tức là nhiều người á, họ nói họ không có thời giờ. Mình phải học theo thầy hòa thượng Triệu Châu đây ha, tức là chuyện gì quan trọng, priority, chuyện gì quan trọng thì mình làm, chuyện không quan trọng mình để đó, lát sau có rảnh thì làm, không rảnh thì thôi. Cho nên nhiều khi mình đi ra mình nói người ta tu hành ha, thế nói tôi không có quẩn, phải không? Thì dĩ nhiên đâu có ai có thời giờ đâu, mình cũng đâu có thời giờ, phải không? Ai mà nói rằng tôi thời giờ rảnh rồi tối ngày tôi trang điểm với bận đồ đẹp hoài đâu. Người nào cũng bận hết, phải không? Không bận chuyện này thì cũng bận chuyện kia. Không bận nữa thì cũng ngủ, cò cò. Dĩ nhiên không có thời giờ đâu mà rảnh. Nếu mình muốn có thời giờ thì mình có. Không muốn thì... Thì sao? Giỏi quá vậy, biết cái chân. Giỏi thiệt là tôi Quan Âm giỏi như vậy đó. Ok. I'm proud of you. Có đệ tử khôn cũng hãnh diện chứ. Có thì giờ thì kêu có, không có thì kêu không, không có, chưa giỏi dễ sợ. Công án gì cũng rấp rấp rấp. Biết cái chân. Rồi, ok. Thái độ sống của ông là như vậy đó, ha. Chuyện gì quan trọng thì để và làm gấp. Chuyện nào không quan trọng, dẹp.
À, không những chuyện quan trọng, mà thí dụ những cái chuyện nào? Thí dụ như không phải những cái chuyện nào quan trọng, ông mới làm không? Ha. Ở bên đó nghe không? Nghe ha, ông nghe cũng ráng nghe ha. Mở thiên nhĩ ra mà nghe. Thì những cái chuyện gì quan trọng thì ông chú tâm mà làm trước. Ha. Chuyện nào cần mà quan trọng, tùy theo thời giờ mà làm trước. Còn không những chuyện nào quan trọng ít thì làm sao, hoặc là bỏ luôn. À, không những như vậy không, mà thí dụ những cái chuyện nào mà thí dụ như bực bội hay là những chuyện gì mà phải trái đó ha, chuyện mà đáng để ý, đáng giải thích thì ông để ý, ông giải thích. Còn chuyện không đáng nữa thôi, ông bỏ thùng rác. À, tức là không có chấp nhất gì nhiều, thấy không? Không có chấp nhận những người làm những việc sai quá nhỏ dẹp hết. Okay. Chính vì cái thái độ mà hoạt bát lạc quan đó đó, cho nên Phật giáo Đại Thừa của xã hội Trung Hoa trong những thế hệ sau được ảnh hưởng rất nhiều, ảnh hưởng của cái thái độ của ông rất nhiều. Thời kỳ đầu tiên á, lưu truyền những công án mà đầu tiên nhất á, Triệu Châu Thiền Sư đã sáng tác ra cái công án vô, tức là vô tự công án. Nghĩa là chỉ có chữ vô là phương thuốc hay nhất để chữa được cơn bệnh. À, thẩm thấu về tình, khiến cho con người có thể từ đó vén rộng được bức màn vô minh trong tâm thức. À, trước có tâm thức có tấm màn hả? Có không? Có hả? Có hả? Nhiều khi mình ngồi thì mình thấy như có màn ha. Một lát mở ra ha, thấy cảnh giới khác. Ok, giống như mình bước qua một cái phòng khác vậy đó. Đúng có tấm màn thiệt đó chứ ha. Nhiều khi tấm màn mờ mờ á, giống như tấm màn lưới mà ha. Nhiều khi sáng không thấy, không có màn. Nhìn cho kỹ thì không có màn. Ok. Vô là bên sao không? Vô tự công án. À, mấy người Nhật cơ mà, nghe nói không? Thiền sư bên Nhật á. Tu thì, tức là thập niên về trước vẫn còn tu những cái món này á. Thí dụ, ngồi đó cứ kêu, tức là ngủ đó là ngộ không đó, không có gì đó, vô á. À, cứ niệm vậy hoài ạ. À, niệm cho tới chừng nào khai ngộ thì thôi. Không phải niệm không, nhưng mà phải tham khảo cái công án đó. À, cho biết cái nghĩa nó muốn nói cái gì. Hiểu không? À, nghĩa gì? À, tham hoài. Thì mới biết, còn có nhiều người mua đại. đưa tiền mua cho mấy vị sư già hơn đó. Cúng dường cho ổng gì đó, ổng giải đáp giùm cho. Nhưng mà cái công án vô đó khó giải đáp lắm. Cái này phải lãnh ngộ mới được. Nhiều khi những thời trước đó thì những thiền sư cho những cái công án khác. Thí dụ hỏi bản lai diện mục của nhà ngươi là gì? À, cái bộ mặt trước khi nhà ngươi sinh ra là làm sao? À, hay là tôi là ai? Dù vậy đó. Thì nhiều khi có thể mua được cái câu trả lời. Nhưng mà có chữ vô không thì khó lắm. À, khó có thể mà gạt được, mua được. Cho nên có lẽ sau này những vị thiền sư sau này mới đặt ra cái công án vô như vậy, đặng cho đệ tử khỏi có gạt gẫm được, đi mua bài. Giống như mình đi thi á mà, phải mua bài á. Ok. Thì vô tự công án của Triều Châu á, sau này đã được nhiều vị thiền sư dùng để làm đề tài giáo hóa cho môn đồ của họ. Ngoài ra, Triệu Châu còn nổi tiếng vì những giai thoại như là ba cân mè ha, đi uống trà ha, là cây tùng trước sân ha, củ cải to của thành Trấn Châu, vân vân và vân vân. À, cái đời sống của ông rất là phong phú, rất là nhiều màu, cho nên ông có rất nhiều chuyện. À, mọi người kể chuyện rất nhiều về ông. Những cái giai thoại này á, cái sau này biến thành công án. Những người tu thiền đời sau lấy những cái câu chuyện của ông làm thành công án để mà tham khảo. I don't know. Triều Châu Thiền Sư sống tới 120 tuổi lận. À, nếu theo cái đà này á thì sư phụ còn mấy chục năm nữa lận. Rồi 30-40 năm gì ha. Vậy đủ rồi.
Sống lâu nữa dù có trồng răng giả cũng vậy thôi à. Không cũng nhăn nhó. Cái khi mà tuổi già đó ha, thì ông được thiên hạ xem như là một quyển kinh sống. Người ta thì xem những thầy sư khác là Phật sống, ông này biến thành kinh sống. Thì cũng cỡ đó mà ha. Có nghĩa là tinh thông tam tạng, ha. Tinh thông mọi kinh điển sẽ kêu là kinh sống. Ví dụ nhiều người biết nhiều tiếng mà cứ mình kêu ổng như là tự điển sống, phải không? À, ok. Câu chuyện gì cũng thành ra công án. Thí dụ như hồi xưa tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ qua tàu ha, ở đó tu hành ngồi mà đối mặt với vách tường 9 năm mà. Rồi cái người đời sau cũng lấy cái chuyện của tổ Đạt Ma làm thành công án, bắt hỏi học trò, hỏi là tổ Đạt Ma qua Trung Quốc để làm cái gì. Dù vậy đó. Thì dĩ nhiên mình có thể nói là tổ Đạt Ma qua Trung Quốc để truyền đạo, hay là tổ Đạt Ma qua Trung Quốc để nhận 5 vị đệ tử chính, hay là tổ Đạt Ma qua Trung Quốc để chơi. Tổ Đạt Ma không có chuyện gì làm. Ngồi chơi xơi nước 9 năm. Thí dụ vậy đó đi. Nhưng mà cái đó không phải là điều chính, không phải là trả lời về vấn đề đầu óc như vậy, không phải trả lời như vậy. Nhưng mà khi nào phải ngộ được á, cái ẩn ý bên trong đó mới kêu là giải công án. Chứ không phải là mình coi cái chuyện của ổng mình nói, đúng rồi, tôi thấy ổng ở bên Ấn Độ qua bên đây đó. Ổng qua bên đó làm gì? Tôi không biết. Có thể nói hồi đó tôi không có đó, tôi không biết. Cái công án mà khi nào mà những thiền sư hỏi mình á, không phải là để mình trả lời, mà để mình tham khảo, cũng như phải chú tâm vào cái công án đó, cũng giống như là niệm chú vậy đó. Hoặc là mình niệm hồng danh vậy đó. Không phải cái công án đó mà làm cho con người ta khai ngộ, nhưng mà cái vị thiền sư đã tham khảo cái công án đó rồi, đã khai phá được cái bí ẩn của cái công án đó rồi đó, mới truyền cho mình. Nguyên giống như cái câu như vậy, chừng đó mình mới khai ngộ, hoặc là không khai ngộ, hoặc là khai ngộ lâu lâu mới khai ngộ. Chứ còn ai nói gì cái câu đó chép lại được mà. Được truyền ra thì cũng đâu có ăn nhầm gì đâu. Không? Sau này ha, khi mà Triệu Châu thiền sư đã già rồi ha, nhưng mà vẫn tinh thần rất là hăng hái, sức khỏe vẫn dồi dào, tâm tình càng ngày càng ngây thơ và hóm hỉnh. Mọi người đều thích ông, yêu mến ông và gọi ông là lão ngoan đồng. Lão rồi nhưng mà ngoan ngoãn, dễ thương và giống như con nít. Cho nên kêu bằng lão ngoan đồng. Ông không thích bị thiên hạ suy tụng trở thành thần tượng để tôn thờ, mà ông chỉ muốn có một cuộc sống bình thường như muôn ngàn người khác. Một lần kia có nhà danh họa ha, vì ngưỡng mộ trí huệ của ông nên đã họa một bức chân dung rồi mang đến tặng. Triệu Châu xem cái bức tranh xong cái cười ha 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 ha. Rồi nói với nhà danh họa rằng, nếu mà nói bức tranh này giống lão Tăng á, thì xin ngài hãy giết chết lão Tăng đi cho rồi. Ôi trời, sao mà quan trọng quá vậy? Còn nếu như bức tranh này mà không giống, thì xin ngài hãy đốt bỏ nó đi. Lúc nào cũng công án hết, phải không? Người ta không biết được đâu, người ta trả lời. Sao bữa nay nghiêm túc quá vậy, không cười, không nói gì cho người hả? Sao ngồi mà buồn ngủ hả? Hôm trước cũng nghe chuyện con cười, sao bữa nay nghe chuyện không có rõ răng ra vậy? Mần răng mà không có cười lỏ răng. Làm sao? Biết sao? Bây giờ cái người mà họa sĩ đó làm sao biết không? Hả? Tại sao đốt? Không, giận á. Ông giận ông đốt hả? Không, cái người họa sĩ giận là tại vì ông thì ông giận. Không chấp nhận cái hay okay, sao? Ông đâu không chấp nhận, ông nói hiểu mà giống thì giết ông, mà không giống thì giết cái bức tranh. Rồi ông đốt hả? Đốt hả? Ai nói đốt là giơ tay coi. Giơ tay lên cho tôi coi. Ok, người nào nói khác giơ tay lên. Rồi, mấy người kia làm sao? Không biết. Không quen
ông mang đi. Ông không biết. Ông không biết là ông đứng đó hả? Ông đứng cầm bức tranh, ông đứng vậy đó hả? Ai nào, có người nào thông minh nữa không? Ông đi về. Còn bức tranh, người ta hỏi bức tranh là ông đi về. Thì ông đi về, ông ở ngoài đó sao được đâu. Ông đem bức tranh về, người thì kêu đem đốt, còn người khác không? Ông sửa lại cho giống ông đó hả? Sửa lại cho giống. Dạ. Tôi nghĩ là ông thấy giống, ông vẽ vậy chứ không không vẽ tự nhiên vẽ ra vậy sao? Tôi buồn ngủ rồi, nói lẹ không tôi ngủ. Ông bỏ cái trăng đó rồi, ông đi về hả? Để hỏi cuốn sách này coi có phải không? Sao? Trả lời coi. Mấy người ta nói vậy đúng không? Không đúng, không đúng, không đúng, không đúng. Ông đốt đi, đúng, ok. Đốt, nhưng mà quý vị nói vậy nhưng mà không biết tại sao. Nói thì nói thôi, một là đốt hay là không đốt thôi, không lẽ giết ông sư sao? Thì đốt là phải rồi, nhưng mà không biết tại sao đốt phải không? Tại ông không biết làm sao, ông ngớ ngẩn ra rồi ha. Tại sao mà thiền sư nói lạ lùng như vậy? Thì không lẽ giết ông sư, thì phải đốt đi. Nhưng mà ông nói giỡn thôi. Ông này ngu quá, đốt mất. Bao nhiêu ngày mới được cái bức tranh, đốt mất tiêu. Tại ông họa sĩ này đã ngưỡng mộ thôi, nhưng mà không có nhập môn, không có khai ngộ. Cho nên ông nói giỡn chơi vậy, cái không biết làm sao đốt mất tiêu. Vậy thôi. Chứ lẽ ra nói vậy có nghĩa gì đâu, phải không? Nếu giống tôi thì phải giết tôi đi. Giống thì giết đi, mà không giống thì đốt. Tức là làm sao cũng không được hết. À, ông nói giỡn chơi vậy mà ha. Với lại, có thể là Triệu Châu thiền sư không có thích được người ta ca tụng hoặc là đem tranh rồi tới này kia nọ. Hỏi em mật quá đây, chúng có chỗ treo mà. Không, hồi xưa sư phụ hồi mới ra lò cũng vậy nữa. Trời ơi, hết người này. Họa tranh tới người kia, chụp ảnh đem tới lung tung hết. Sư phụ nhận cũng mệt luôn á. Có vẻ có tài không nói gì. Người xấu thì biến thành đẹp còn được đi, con vé còn tệ hơn nữa. Thì biểu đốt đi cho rồi. Chắc cái ông họa sĩ này, ổng cũng thì kêu bằng nhà danh họa mà, chắc vẽ đúng quá đi, giống quá. Mà cái ông này lúc này đã 100 tuổi hơn rồi, vẽ mặt mày nhăn nhó chứ. Dòm thấy phất nực. Mình mỗi ngày dòm trong gương mà thấy mình đẹp thì thấy còn hơi muốn sống một chút phải không? Dòm mà thấy thêm, bữa nay thêm hai cái lằn nhăn nữa là thôi hết muốn nói chuyện với chồng con gì nữa hết rồi. Thành chắc ổng già rồi ha. Rồi mặt mày nhăn nhó mà. Thường thường á, ổng rất là vui vẻ, nói chuyện cười cợt rồi. Tại vì ổng không có dòm trong gương. Mà tại vì hòa thượng đâu có dùng gương, tú hành cậu đâu trọc lóc dòm gì đâu mất công hả? Quần áo thì tối ngày cũng bộ màu nâu thôi, dòm tới dòm luôn cũng vậy, khỏi có gương mất công. Thành ra hồi đó giờ ảnh không có gương, ảnh đi chọc cười thiên hạ chơi. Bữa đó họa cái bức hình nó giống y như hệt thôi. Hả, ai mà thèm lãnh cái hình đó để lên trên coi mình như vậy đó sao? Đập bể bao nhiêu cái gương rồi cũng đem cái hình để trước đó. Có người không biết điều. Có tài họa nhưng mà không có tài ngoại giao. Muốn vẽ cái hình của ổng thì lấy cái hình ổng chụp lúc 20 tuổi đó. Copy lại ha. Thì may ra ổng mới nhận. Người ta đã 110 tuổi rồi. Sắp lên thiên rồi. Sắp lên mây rồi mới vẽ cái hình ta, ai chịu cho được không? Thường thường cái gì mình không thấy thì không sao, thấy cái bực lắm không? Ví dụ nhiều khi chồng vợ đi ở ngoài làm việc ha, thì ổng cũng vậy thôi, ở ngoài làm việc cũng bê bối vậy, về nhà không sao. Nhưng mà nếu ở chung hai người mỗi ngày dồn hoài thấy chuyện gì bê bối thấy ra trơn rồi bực mình dễ sợ. Mà ổng đi làm thôi thì không sao. Không, lâu lâu về gặp không sao. Thì cũng y như người đó à. Mà miễn không thấy ông làm tùm bậy bạ thì thôi không sao. Mà thấy thì chịu không nổi. Cũng như sư phụ vậy ha. Mà nhiều khi gặp mấy cái tấm gương mà nó mờ mờ đó nha.
Dầm tới dầm luôn thấy cũng coi cũng còn được gái lắm. À, tưởng đâu mình ngon nha. Đi ra ngoài trời sáng trưng á. À, cái rồi đi ngang mấy cái cửa mà cửa tiệm hô, cửa hotel mà nó có mấy cái tấm gương thiệt bự. Mà sao nó phải giật mình. Bà nhìn bà không có dám nhìn nữa. Bà nhìn một lần bà đi luôn. Bà nói ai vậy cả. Sao không giống tôi hồi nãy trong phòng tắm. Phòng tắm đèn mờ mờ phải không. Rồi cái kiến thì mấy lâu lâu không có chùi nữa. Phấn á mà mình cái phần gì đập đập lên này sao không phải thoa hả bụi phấn mình lên mơ phủ phủ phấn rồi đó mà cái phấn phấn bột của mà mình có cái chùm lông hả phấn cái bông phấn phấn dầm phấn thoa phấn phủ phấn quét phấn chét phấn biết rồi cái bông phấn nhưng mà cái hành động mình nói là sao không phải thoa thoa là như vậy nè má. Làm như tôi không biết mấy cấp rồi nói gạt tôi. Sư phụ là mấy cấp chuyên nghiệp rồi nè. À dậm dậm cái bột phấn cái nó rớt lên cái gương đó mà. Cái nó mờ đi. Mờ đi đường nhăn to thì biến thành đường nhăn nhỏ. Mà đường nhăn nhỏ thì nó biến luôn. Thành ra bà tưởng đâu bà còn trẻ đẹp lắm. Bà bận áo vô đi đi qua đi lại ngon lành. Chừng thấy cái gương nó bự quá. Ôi da. Bán lai diện một hiện ra hết trơn. Cái lằn nhăn nào lằn nhăn nấy nó cũng bự giống như cái cống ngoài đường. Hay à. Cho nên á, suy bụng ta ra bụng người. Sư phụ biết rằng ổng cũng cỡ đó đó. À, mà mình còn trẻ hơn ổng chút nha. À, mà mình thấy cái tấm gương mà nó soi cái sự thật của mình còn hoảng hồn như vậy á. Huống chi ổng mà thấy nguyên cái hình nhà này vậy danh họa. Danh họa tức là ổng vẽ giống y vậy đó. Đường mi kẻ tóc gì cũng giống y như vậy. Bao nhiêu đường nhăn không có chữa đường nào. Thì làm sao mà ông chấp nhận được cái sự thật phủ phàng như vậy. Hèn chi mà anh nói giỡn giỡn vậy trên trần đốt cho rồi đi. Phải không? Ừ. Tại vì ông nói là nếu mà giống tôi á thì phải giết tôi đi. Phải không? Mà ông biết là giống rõ ràng. Ông biết là giống rõ ràng. Hả? Danh họa sao vẽ không giống được? Hả? Danh họa là tức là có tài lắm ha, vẽ ai giống nấy chứ không phải mà vẽ chó thành mèo. Thì chỉ có một con đường thôi là không giống. Không giống thì phải đốt đi thôi. À, chứ ổng không nói ông không nhận ha. Nói không nhận thì người ta buồn quá đi, phải không? Mà nhận rồi thì không lẽ không treo lên. Treo lên mỗi ngày thấy cái mặt già gọm như vậy. Răng còn có 2-3 cái ở đằng trước hay là đằng sau gì đó. À, râu ria cũng rớt hết trơn rồi. Mình già thì nó mọc râu ra phải không? Nhưng mà già quá rất râu rụng mà. Thành ra Việt Nam mình có nói làm sao? Một già một trẻ bằng nhau là vậy đó, không? Cái lúc mà còn trẻ chưa đầy 10 tuổi, mười mấy tuổi đâu có râu đâu. Nhưng già quá râu rụng hết cũng giống như còn trẻ tuổi, khỏi cạo. Lâu lâu nói tiếng Việt Nam cũng vui ha. Quý vị nghe tiếng Việt Nam đã quá ha. Chịu lắm phải không? À, đây, các đồng chí tiếp tục nghe. Thôi thì anh chàng này không biết làm sao mà ha, đốt cho rồi chứ làm sao nữa bây giờ. Không, không đâu có thể nào giết ông Tăng được. À, thì phải đốt đi, á, nhường cho ổng rồi, đốt. Thường thường á,
Triệu Châu Hòa Thượng à, dùng những cái cách bẩn cực để mà khai ngộ cho người khác. Một hôm kia, có một ni cô tìm đến để thỉnh giáo của Mật Mật Ý, tức là chân lý bên trong đó mà. Kêu Mật Mật Ý hay là Pháp Quan Âm hay là Quán Nội Tại hay là Quán Tự Tâm hay là Quán Phật Tánh gì đó cũng cỡ đó nha. Cũng giống như nước trong chai ấy mà, nước thiên nhiên ấy mà, nước khoáng mà ha. Nhiều khi cũng nguyên cả cái nguồn đó để tên khác mà, công ty khác không. Cũng như điện giống nhau ha. Rồi cái công ty điện này kêu là điện gì đó mà, điện Sunny hay là điện Toyota gì đó. Ok. Tùy theo cái công ty. Cái một hôm đó có cô Nico đến để thỉnh giáo là cũng giống như là muốn truyền tâm ấn chắc vậy mà ha. Đó, Triệu Châu thừa dịp nhéo vào vị cô một cái này. Nico tái sinh mày mặt. Giận lu bù la lên. Không ngờ cái lão hòa thượng đắc đạo này mà trong lòng còn có cái đó. Cái đó là cái gì? Để mất cười khùng luôn. Không có, trong sách rồi nó nói là còn có cái này. Sư phụ sửa thành cái đó. Nếu mà sư phụ ra ngoài Bắc thì sư phụ sẽ nói là còn có cái đấy. Nếu mà ở miền Trung thì nó còn có cái nọ. Muốn nói chi thì nói, cả cái đó đó là đó đó. Ý nói sao? Cái đó là cái gì? Hả? 35 chứ không phải 40 hả? Ok. À, ý nói là sao hòa thượng đã đắc đạo rồi mà còn có vẻ phàm tục như vậy, sàm sỡ, thấy không, lăng nhăng, 35 con dê xồm, còn gì nữa, còn chữ gì nữa hả, dê lão, dirty old man. Cười giống ngựa. Biết cái chân cười giống đi. Ok. Bây giờ coi thứ hòa thượng phản ứng cách nào đây. Đúng rồi, già rồi, thấy đàn bạn gái người ta nhéo con gái giờ ai không la cho được phải không? Mà người ta là nữ tu nữa, phải không? Nghĩa là bảo tồn tiết hạnh, phải không? Đâu có ai được rờ tới nữ tu đâu. Mỏng nhéo một cái nữa vừa đau mà vừa vừa tức nữa. Nó không la sao được, phải không? Mình cũng la, phải không? Mình không phải nữ tu cũng la như thường. La còn lớn nữa. Rồi, giờ Triệu Châu tính sao đây? Có ai biết không? Thí dụ, quý vị là Triệu Châu, quý vị làm sao? Cười hả? Người ta la làng rồi cười. Cười. Cười sao nổi. Cái bà này thiệt. Người tỉnh tỉnh bơ. Nếu người ta đau thì nó la làng rồi cười. Đúng là thông dung tự tại thiệt. Đúng rồi. Nhéo bà đau, mình đâu đau đâu mà. Ok, mình không đau nhưng mà tôi cười. Nó có thể cười rồi, ai nữa? Có ý kiến gì nữa? Hả? Có thể ông ấy nói là chị nhéo lại một cái đi. Thì chị nhéo lại một cái đi. Ai? Ta cho những người công an mới. Có hai người thông minh vậy đó hả? Ta đổ tối thì lúc già. Cái gì?
Hả? Đúng tay là bỏ vào túi xong nhìn lóc nhà. Đúng tay vào túi nhìn lóc nhà. Giống kiểu nhà ngươi á hả? Đâu phải tay túi. Không biết đâu mà. Hả? Rồi lộn người. Cây ngộ. Sao? Ông giật mình hả? Ông nhéo người ta rõ ràng là giật mình rồi. Đâu phải chuyện ngạc nhiên đâu mà giật mình. Ông nói là ông xin lỗi ha. Ông cố tình xin lỗi cái gì? Ông phức tạp quá hả? Nói cái cô đó phức tạp quá hả? Phức tạp thì nhéo người ta đau rồi chứ. Nói cho phức tạp. Nhéo cho cô ta tình xin lỗi. Lại lại đây. Anh thử có tỉnh ngộ. Có gì nữa không? Có chiêu nào nữa đưa ra luôn. Nhìn sân số. Cái gì? Thử lòng sân si của cô đó hả? Ok, còn ai nữa không? Người nào công án nào giải ra coi. Có nhiều đó đó hả? Ôi xa. Tu hành gì mười mấy năm cũng nhiêu đó đó hả? Sao giống tôi vậy? Tôi cũng chẳng biết ông làm sao đây, để coi coi. Triệu Châu trả lời liền. Chính đi cô mới có cái đó đó. Ê à, ông như khi ông nhéo vậy thôi, ông đâu có ý gì đâu. Ông bả nghĩ tới đường kia liền, mới nghĩ tới cái đó đó liền. Ông có thể là ông nghĩ tới cái đấy đấy thôi, cô cũng nghĩ cái đó đó. Cái đó với cái đấy khác nhau. Ok. Cho nên hả, không có ai hiểu nổi ông này đâu. Nhưng mà cái lối giáo dục này thật ra đặc biệt hả, cũng là rất nghiêm khắc phải không? Rõ ràng hả? Rõ ràng cái làm cho bà Nico hiểu liền cái tâm địa của mình, thấy không? Rõ ràng một cái nhéo thôi, biết bà đẳng cấp tới đâu rồi. Tự bà phải biết liền, phải không? Lòng dạ còn chưa có. Chưa trong sạch. Còn vẫn còn cái. Cái đó đó. Giỏi. Học lẹ thiệt. Động tới cái đó là biết liền. Hiểu liền. Còn cái chuyện gì khác không hiểu gì hết. Ok. Very good. Mình nhớ cái chuyện hồi xưa, chuyện thiền khác không? Có hai vị thiền sư qua sông đó. Rồi một vị thiền sư ẵm giùm cái cô gái kia, tại cô yếu đuối, cô nhỏ, cô đi qua sông không nổi, sợ trôi đó. Ổng ẵm đưa qua sông, rồi ổng thấy cô bên bờ sông đó, rồi ổng đi. Hai ngày sau, các vị thiền sư thứ nhì kia còn ấm ức trong lòng, nói tại sao cô ông dám ôm ẵm đâu mà. Ông kêu nó, tôi bỏ bả ở bờ sông bên kia hai ngày trước rồi, sao ông còn ôm bả tới đây? Là sao? Trong lòng còn ôm ấp cái hình dạng đó, trong lòng còn nghĩ bậy bạ, thấy không? Đem từ đó đem tới bên này. Còn ông kia, ông chỉ là cái hành động thôi, ông cứu người thôi, giúp người thôi, trong lòng không có gì mà vương vấn cả. Đem qua bỏ đó đi, mà bỏ luôn đó, không có nghĩ tới nữa. Còn ông kia tuy rằng không đụng chạm, nhưng mà cái lòng ôm ẵm, ôm tới cái hai ngày kia, ôm tuốt ở bờ sông bên kia còn ôm hoài. Cho nên nhất thiết vi tâm tạo mà, mọi sự đều do cái đầu óc của mình hết. Chứ nhiều khi á, mình thấy những cái hành động nào đó, mình nghĩ rằng không phải, nhưng mà thật ra cái tâm mình là không phải. Thí dụ vậy đó. Ý là những vị thiền sư muốn nói vậy đó. Ok, thì bây giờ tại sao mà vị này thử thách cô này quá sức vậy? Tại sao? Tại sao bà mới tính vô cầu đạo thôi mà bây giờ mà thử thách một cách rất là nghiêm khắc vậy? Ai biết không? Cái lòng còn phàm tục. Coi sẵn sàng chưa? Nó coi cái tâm của cổ thì dĩ nhiên rồi.
Rồi sao nữa? Thì coi thử đẳng cấp ở chỗ nào. Coi thử đẳng cấp ở chỗ nào. Ông biết rồi, ông mới thử đó chứ. Ông biết rồi. Ông làm vậy cho để cho cổ biết cổ chứ không phải ông làm vậy để ông biết cổ. Có duyên ông có duyên với cổ. Có duyên với cổ. Tu hành là gì? Còn cái đó. Không phải là ngài thử là cô đó có duyên phận để học với ngài hay là không, nhưng mà để cho cô đó biết rõ cái lòng của mình, nhắc nhở á, không phải nhắc nhở, ý là bả có thể vô đó cái thái độ không. Hồi đó người nữ tu hành cũng hiếm phải không, thì đối với Phật pháp á, thường thường lẽ là người nữ là không có được đi tu, mà sau đó Phật lượng cho đó rồi mọi người nữ cũng được đi tu, mà thật ra người nữ đi tu cũng ít, phải không? Mà có thấy cô này cũng đẹp ha, đẹp mà đi tu rồi cảm thấy nghĩa là mình cũng quan trọng, nữ mà đi tu khó khăn ha, rồi đi tu còn lại cầu đạo nữa, đã cạo đầu rồi cô lại cầu đạo. Cho nên có thể là có cái thái độ cô vẻ là hơi còn kiêu đó ha, nghĩ rằng mà đã tôi đã là nữ mà đi tu như vậy mà tới đó là thế nào hòa thượng cũng truyền pháp cho tôi ngay lập tức, khen tặng này kia nữa, nói oa công đức vô lượng. Tại vì người đi tu đối với người phàm tục á, là một người rất là thanh quý, bỏ xả hết mọi tham vọng thế gian, gia đình là những cái chuyện gì mà người thế gian quý trọng nhất, là ôm giữ nhất đều xả bỏ hết mới đi tu được. Mà nhất là người nữ đi tu còn hơi khó khăn nữa. Thường thường người nữ ở Đông Phương nó bị cha mẹ kìm hãm, không có được đi ra ngoài tự do đâu. Huống chi mà đi tu cũng hơi khó lắm, phải không? Nhớ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát phải giả trai mới đi tu được, phải không? Tại vì thường thường mấy chùa cũng không muốn chứa người nữ nữa. Ok. Thì khó khăn. Khó khăn. Cho nên đi tu được rồi ha. Rồi còn đi tới cái chỗ cầu đạo nữa là ý bà nghĩ là mình cũng là rất là thành tâm đây ha. Mà dĩ nhiên người xuất gia nó nghĩ rằng tại vì vị Triệu Châu thiền sư cũng là người xuất gia mà. Thường thường người xuất gia rất là mến mộ người xuất gia. Tại vì biết là cùng chung lý tưởng, thấy không? Những người ngoài thì dĩ nhiên là kính trọng người xuất gia rồi. Nhiều khi cái xuất gia bên ngoài mà bên lòng không có người ta cũng muốn biết. Tại thấy có dáng hình xuất gia là kính trọng rồi. Thì dĩ nhiên là thường thường những người xuất gia cũng kính trọng luôn những người xuất gia, phải không? Tại vì giống cùng lý tưởng với mình, xả bỏ được mọi thứ rồi. Cho nên cái vị ni cô này lại đó có một cái thái độ. Nghĩa là dĩ nhiên là mình là cao quý rồi. Mà lại đó thế nào cũng vị hòa thượng này cũng kêu bằng tán thán, kêu bằng công đức vô lượng. Có cái gì? Có đạo tâm kiên cố, đời đời kiếp kiếp có tu hành, chứ không phải tu tội. Rồi. Thành ra, có cái thái độ hành tội đó, cho nên đến đó là vị này ngửi thấy mùi liền. Ông già rồi, biết chưa? Dầu mà ông có cái gì ba mươi mấy đi nữa. Dù hồi đó thì dĩ nhiên đi tu nhiều khi người nam đi tu cũng chưa có thể là lúc nào cũng dứt bỏ được, không phải có lòng ham muốn, nhưng mà cái thân thể nó phản ứng là nó cũng vẫn còn, thí dụ vậy đi. Nhưng mà dầu do hồi đó vị này hồi còn trẻ còn cũng còn cái đó. Nhưng mà kiềm chế bây giờ ổng già rồi, 110 mấy tuổi rồi hả, còn cái gì đó nữa đâu. mà động tới bà kêu bà la lối ông sùm, phải không? Không biết ất giáp bị la lối ông sùm. Tại vì tới đó có cái thái độ đó, thành ra ổng mới dùng cái mặt pháp đó để mà đánh cái chỗ đó. Nico này tưởng là mình ngon rồi, tới đó là kêu bằng chờ đợi cái sự đón tiếp nồng hậu hoặc là cái sự khen tặng này kia kia nọ ha, thương kính này kia kia nọ.
nhưng mà mang một bầu tâm sự thôi, bầu tâm sự nhỏ thôi, chưa có gì. Ông mà tầm bậy tầm bạ nghĩ vậy nghĩ bạ vẫn còn, ông già rồi ông kính trọng ông như cha mẹ, phải không? Tới đó mà ông nhéo một chút cái gì đâu, còn nói bậy nữa thì có thể đau thì đau thì la thôi, nó tại sao quá thượng nhéo con ví dụ kệ không được thì ha, nó nghĩ bậy liền, nói ông còn cái đó, trong khi ông không còn cái gì hết. À, thấy chưa? Thấy không? Khai ngộ chưa? ông nhéo người ta mà mấy người khai ngộ hết trơn. Ok. Ok. À, bây giờ mình thấy gì vậy? Mình thấy kỳ quá. Nhưng mà rõ ràng ha, ông này ông biết hết trơn. Ha, nó già tới mức đó không biết, còn chân nào mới biết nữa. Đi vô là thấy biết liền, ha, ngửi mùi là biết bà này chưa được gì hết mà đã làm cao. À, đâu phải cạo cái đầu xong là thành cầu đạo đâu. Bên trong chưa có cạo gì hết. Bên trong còn gai gốc lung tung. Cho nên ngài biết liền, ha, ngài rõ ràng biết liền. Cho nên ngài mới thử như vậy. À, chứ đâu phải người đàn bà nào tới ngài cũng thử như vậy đâu. Tại cái cô này thôi. Tại vì đã xuất gia. Không? Nhưng mà chắc cũng chưa có ổn định. Đó. Mà bên ngoài còn có cái kiểu mà kiêu mạn á. À, thành ra ngài mới làm như vậy. Tại vì nếu mà ngài không hiểu nổi cái lòng của thiên hạ ha. Thì làm sao mà thấu nổi cái bí mật của vũ trụ nè. Ha, sao tu hành đã đạt được tới mức đó là sao không hiểu nhân tâm được, thấy không? Rồi. Ok. Ê, có một lần nữa ha. Thì cái vị tiền sư này đúng là đại khai ngộ rồi, ổng làm việc và ổng không cần biết gì hết. Ổng thấy đúng là ổng làm ha. Thấy có được ai là ổng làm chứ không cần phải nghĩ là người ta phản ứng cách nào hoặc là người ta bình luận ổng về cái gì. Có một vị hòa thượng khác ở xa đến nhờ Triệu Châu giải nghĩa đại ý của thiền. Cái Triệu Châu không nói không rằng gì hết, đứng dậy đi tới toilet. Đi tới nhà toilet, tới đó cái vọng lại nói có cái chuyện nhỏ xíu này á mà mình cũng phải tự làm lấy, không có nhờ ai được hết trơn. Ý gì hiểu không? Ý ông nói đi tiểu tiện không cũng phải tự mình làm lấy. Ý nói là cái chuyện nhỏ xíu như vậy á mà không hiểu mà phải tới đây hỏi. Tu hành tới hòa thượng rồi mà không hiểu gì hết, còn chạy tới đây hỏi cái chuyện giống như người ta đi toilet mỗi ngày vậy đó, cái chuyện tầm thường. Ý nói vậy đó. Ý có nghĩa nữa là cái chuyện thiền định ha, đâu có phải ai giải thích bằng lời mà mình hiểu được đâu. À, phải tự mình chứng ngộ lấy mới được chứ, phải không? Đâu có phải tới đó rồi người ta đọc cho mình nghe, hoặc là viết ra cho mình chép lại là mình hiểu được cái bí mật của thiền tông đâu, phải không? Hay là của trời đất đâu. À, ý ngài nói là như vậy đó. Chuyện của tự mình làm mình không thể ai làm được cả. Có ai mà đi toilet giùm cho mình được không? Không. À, thì giống y vậy, ngồi thiền cũng vậy thôi. Đúng rồi, đâu có ai mà ăn giùm mình được, phải không? Đâu có ai đi nhà tiêu cho mình được. À, thì chuyện thiền cũng như vậy. Ý ngài nói như vậy, cái câu đó là câu trả lời của ngài với cái ông hòa thượng kia vậy đó. Chuyện thiền làm sao mình giải thích ra được, phải không? Không chứng ngộ thì thôi, giải thích làm gì? Giải thích cả trăm đời cũng không hiểu. Kinh điển bao nhiêu trăm ngàn vạn quyển à, đọc còn không hiểu, không gì ai giải thích được mà hiểu, phải không? Phải tự mình chứng ngộ. Thì cái vị này đúng là cao tăng đại đức rồi ha. À, nếu không khai ngộ qua làm những cái chuyện này được. Mà bây giờ copy ổng cũng không giống đâu. Chứ mai mốt về nhà đừng có copy cái này. Bắt chước ổng mà. Rồi thấy cái cô nữ nào mà tu pháp phương tiện lại cái nhéo con cái. Rồi nói sư phụ đọc chuyện giống y. Cứ đổ thừa tôi nha chưa. Ở bên Mỹ mà làm kiểu đó là kiện chết.
chứ không phải như cô này nói nhéo la một cái rồi đi đâu, không? Đừng có copy cho cái mình mà ở bên xứ khác, không giống Trung Quốc hồi xưa, hả? Rồi, hay không? Ừ. Ông chỉ cần đi tới cái cầu tiêu thôi là ông đã giải thích được hết cho ông kia biết rồi, hả? Không cần phải nói nhiều, không? Ông không nói thiền là cái gì, thiền là sao, là thiền khó giảng hay là thiền phải tự mình làm. Ông chỉ nói cái chuyện nhỏ xíu này cũng phải tự mình làm, không ai làm giùm được cho mình hết. Huống chi là chuyện lớn, hả? Cái chuyện vĩ đại trong đời mà đi hỏi người khác thiền là sao, làm sao giảng thích được. Cái chuyện là chuyện nội tâm, đâu phải giải thích mà hiểu được liền, không? Chỉ có cách truyền tâm ấn mới hiểu thôi. Ok. Có một bữa kia nữa, còn nữa chưa hết. Không thiền sư gì đâu á, hết nhéo người ta rồi cái đi cầu tiêu. Vậy mà ai cũng tới cũng tôn trọng, nói là đệ nhất thiền sư hồi đó. Có một hôm nữa ha, có thấy một hòa thượng tu ở trong chùa đang ngồi đọc kinh. Thiền sư Triệu Châu mới đến gần hỏi rằng: mỗi ngày ông đọc bao nhiêu kinh vậy? Hòa thượng nói rằng: lúc mà rỗi rảnh á thì tôi đọc được 9-10 quyển. Chúa cha, cũng rất là tinh tấn hả? Lúc bận rộn thì đọc được 7-8 quyển thôi. Trời ơi, Triệu Châu lắc đầu, nói: nếu mà vậy á, nếu vậy thì ông chưa phải là người biết đọc kinh. Đọc 9-10 quyển ông nói chưa được. Hòa thượng bèn hỏi ngược lại rằng: dám hỏi sư phụ đọc bao nhiêu kinh sách mỗi ngày? Hỏi Triệu Châu á. Triệu Châu mới vuốt râu. Có râu hả? Kỳ này có râu. Này chắc hồi còn trẻ đây, hay là chưa có gần chết rồi. Có râu, râu chưa rụng. Ừ. Vuốt râu, nói rằng lão tăng mỗi ngày chỉ đọc có một chữ thôi. Hiểu gì không? Không. 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 Hả? Không. Thì chữ gì cũng được mà biết là. Ý ông nói là quán nội tâm thôi mà, chỉ biết có nhiêu đó thôi. Hả? Đọc nhiều cũng vậy thôi. Hả? Mình chỉ quán âm thôi. Chỉ có một chữ đó thôi. Chữ đó có nghĩa là cái âm đó. Đọc một âm thôi. Mỗi ngày thì đọc một âm thôi. Là quán âm thôi. Cũng giống như ở trong kinh nó nói đó là chữ đó. Lời của Thượng Đế đó. Ngôi lời đó. Ok. Thì mỗi ngày ông chỉ đọc một âm thôi, ông nói vậy đó. Chỉ có cái âm đó là quan trọng thôi, còn cái âm nào quan trọng nữa đâu. Hả? Một chữ đó là quan trọng thôi, chỉ có một âm đó là quan trọng thôi. Nhiều người không thể hiểu được vị hòa thượng này đâu. Nói nhiều cũng vậy thôi, chỉ có một quan âm thôi. Có một hôm nọ nữa, có một vị soái công á, dẫn hai người con của ông đến tham vấn Triệu Châu. Cái lúc mà tiếp kiến vị đại soái này á, có lẽ là nguyên soái phải không? Tướng võ, tướng cao á, tướng cao cấp. Ông vẫn chễm chệ ngồi lì ở trên thiền sàng, không chịu bước xuống mà hỏi ngược lại soái công rằng: đại vương, soái công là không phải cái người soái này nhưng mà vương hầu của một vùng nào đây. Đại vương có biết lễ nghĩa của đạo hay là không? Soái công đây có nghĩa là công hầu đây, chứ không phải là cái tên của ổng. Ok. Soái công cũng như là vương vậy mà ha. Soái công mới đáp lại Triệu Châu rằng: thưa ngài, tôi không biết, xin nhờ ngài chỉ dạy. Tại vì ổng ngồi lì ở trên cái sàn thiền của ổng rất là cao đó mà, ổng có xuống để mà nghênh tiếp người khách. Thường thường quý vị biết là thiền sư nó ngồi dưới đất mà ha, ngồi tu thiền. Nhưng mà vị Triệu Châu này đã nổi tiếng rồi, cho nên chắc có một cái sàn cao hơn đó, ngồi đặng mà đệ tử xa xa có dòm thấy được đó mà. Thành ra ổng ngồi trên sàn đó, ổng không có xuống. Tức là ngồi coi như là chém chệ ngồi chỗ tôi ngồi vậy đó ha. Ổng mới hỏi đại vương đó là, ổng hỏi ông Hoàng đó là: ngài có biết cái lễ nghĩa của đạo hay là không đó? Rồi cái vị vương đó dĩ nhiên không biết, nói: dạ không biết, xin ngài chỉ dạy. Thì Triệu Châu mới nói rằng: lão tăng thọ trai từ hồi nhỏ, cho đến bây giờ đã già rồi, cho nên không đủ sức bước xuống giường để nghinh tiếp ngài. Soái công càng tỏ vẻ tôn kính bội phần. Ngày hôm sau, soái công sai một tùy tướng mang thư tay đến. Thì Triệu Châu bước xuống giường. Chạy liền xuống
lấy tay ra tiếp đón cái bức thư này rất là lễ phép long trọng. Những đệ tử thân cận của ông thấy làm lạ bèn hỏi rằng: soái công tự mình đến đây hả, thân hành đến đây thì sư phụ không có chịu bước xuống giường. Ngày hôm nay chỉ có một vị võ quan nho nhỏ xíu, chức vị không có bao nhiêu, tức là tùy tướng thôi. Cái thứ kêu bằng tiếng Anh nó kêu bằng T-boy đó, mấy người tùy, không phải, những người chạy chạy lặt vặt đó mà, chạy lặt vặt ở trong office kêu bằng gì? Hả? Những người mấy người sai vặt mà. Hả? Tùy phái. Tùy tùng nhỏ nhỏ đó, trong cái thứ mà thư ký họ nhỏ nhất đó mà. Chuyên môn kêu bằng đưa thơ chạy tới chạy lui trong mỗi văn phòng mà. Không có chức vị gì mà lớn. Thì tại sao cái vị không có chức phận này đến ngài lại xuống giường mà đánh lễ nữa, lấy đại lễ nữa mà đãi nữa, tức là rất là cung kính xuống, chắc là chắp tay bái một cái rồi mới đưa lãnh thơ vậy đó. Triệu Châu mới cười ha 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 ha, ông nói rằng: các con không biết gì hết, khi mà tiếp kiến bậc thượng khách á thì ta phải giữ lễ mà tiếp trên giường. Khi mà tiếp khách hạng thứ thì phải bước xuống giường mà nghênh tiếp. Khi mà tiếp khách hạng mà mặc cùng mà đế rách á thì phải bước ra cửa để mà chào đón. Tức là hạ cấp thì mình phải ra ngoài. Còn thượng khách thì ngồi trên giường không sao. Hiểu không? Hả? Không hiểu gì hết. Tôi cũng không hiểu gì hết. Hả sao? Hả? Thì ông không có chấp nhất gì chuyện thế gian ha, không phải mà có quan vị lớn á thì ông mới xuống, không quan vị nhỏ thì ông không xuống. Tại sao? Thí dụ như quý vị sao tiếp đón sao? Biết tại sao mà ông không xuống giường không? Ông ấy là thượng khách mà ông không xuống giường không? Là tại vì soái công đã hiểu ông ấy rồi, cho nên ngài không cần xuống giường, soái công cũng không có bắt bẻ gì cả, mà càng tôn kính hơn. Tại sao? Tại vì soái công, cái vị vương hầu đó biết rằng ngài là đã khai ngộ rồi, bất chấp những cái phẩm tước của thế gian rồi, cho nên dầu mà vương hoàng đến ngài cũng vẫn tự tại thôi, ngồi đâu thì ngồi đó. Không cần phải xuống đảnh lễ tiếp đón đặng mà kêu bằng cái gì đó mình người Mỹ nó kêu bằng kiss đó. Tức là nịnh hót á. Thấy người ta quan vị lớn mình nịnh hót chạy xuống giường đon đon đã này kia nọ, đó không phải là phong độ của những vị thiền sư đã khai ngộ. Ý ngài là như vậy. Mà tại sao ngài làm như vậy mà soái công không chấp nhất mà lại còn kính trọng hơn? Tại vì soái công cũng là người khai ngộ, biết rồi, biết ngài làm như vậy là đúng rồi. Ngài làm như vậy tức là rất là tôn trọng soái công, biết soái công là biết mình biết người, biết soái công là người lãnh ngộ mới làm như vậy. Còn những người mà quan nhỏ nhỏ đó ha, mà không xuống giường nó giận. Có thể là ý ngài nói là người ta đã quan nhỏ mà thì phải ra tiếp đón như vậy để cho họ cảm thấy được tôn trọng, hoặc là sợ họ giận dỗi, có thể như vậy, họ hiểu lầm. Còn nếu hai nữa là để làm cho họ được mát lòng mát dạ, tại họ quan nhỏ nhưng mà ngài ra kính trọng như vậy thì họ vui vẻ. Còn những người nào mà cùng đinh mặt hạng nữa đó thì phải tiếp đãi càng tốt hơn nữa để cho họ không có mặc cảm. Hiểu rồi ha? Giỏi quá vậy. Thôi đâu cần gì tôi ngồi đây đọc gì đâu, mất công. Chứ vui mà ha. Ok. Thường thường á thì người đời ha, người nào mà cao cấp á thì họ đối đãi rất là khiêm cung, thấy không? Nhường kính. Còn những người nào mà không có địa vị gì thì họ rẻ rúng ha. Còn những người mà không có nhà cửa nữa thì dĩ nhiên khỏi nói rồi. Không có được tới gần nhà tàu. Ví dụ vậy đó ha. Đuổi ra. Đi tới cổng rồi đuổi ra. Cho nên vị thiền sư là khác, người ta khai ngộ là khác, đối đãi ai cũng bình đẳng cả. Không phải bình đẳng nghĩa là ông vua tới cũng đối đãi giống như là ông cùng đinh, không phải như vậy.
Bình đẳng có nghĩa là cái lòng tôn trọng của Ngài bên trong đối với tất cả mọi người đều giống nhau. Xuống giường hay không xuống giường, cái đó đối với lòng tôn trọng bên trong, không có ăn nhầm gì với nhau hết. Ha? Ngài không xuống giường là vì cái vị của hoàng nó đã có địa vị long trọng rồi, ông không có cần cái sự mà tiếp đại long trọng lắm. Ông đã đến rồi, dẫn hai người con đến là ông đã biết vị thiền sư này là cao tăng rồi. À, ông đã có lòng kính trọng rồi, hai người biết nhau hết rồi. Vị thiền sư Triệu Châu cũng biết Quốc Vương, mà Quốc Vương cũng biết lòng của vị hòa thượng đó rồi. Cho nên hai người không cần phải lễ mễ làm chi. Còn cái người quan nhỏ nhỏ đó, đêm cực nhọc đêm đến, đêm thơ đến, ngài đi ra vậy cho họ vui. Nhiều khi có thể là đưa bánh kẹo đồ gia trì đem về nữa, cho cả gia đình nữa. Hoặc là cho tiền chút đỉnh ha, có thể như vậy. Nếu mà người nào mà mạt rệp nữa tới là người ra ra ngoài người đón, an ủi họ. Nhiều khi còn ôm ẩm nữa ha, vỗ về an ủi. Còn những người mà cao cấp là ngày không có niềm nở như vậy nhiều. Không phải là không kính trọng nhưng mà đủ rồi. Mấy người lớn quan trọng họ đâu có cần phải được niềm nở nữa ha, tiếp đãi trọng hậu nữa. Họ đã biết địa vị của họ là đủ rồi. Họ không có mặc cảm gì cả, họ không thiếu gì cả. Còn những người mà nhỏ nhỏ đó ha, những người mà không có địa vị gì, những người không có sự kính trọng của xã hội đó, những người đó mới cần những sự kính trọng. Cho nên Ngài đối đãi mọi người bình đẳng là như vậy đó. Người nào thiếu mới cho, không thiếu cho chị, phải không? Ok, finished. Hết rồi. Chào, hay không? Hay vỗ tay không hả? Ok hả? Good hả? Good story hả? Sao? Dạ sư phụ nói thêm. À, thêm muối thêm xì dầu mới ngon hả? Thì dĩ nhiên, dĩ nhiên. Giống như đồ ăn mà ha. Không có nêm nướng đâu có ngon. Ok. Vậy tốt ha. Mình đọc những cái chuyện cổ xưa đặng cũng học hỏi, nhắc nhở cho mình con đường tu hành chứ ha. Rất là tốt, chứ không phải sách vở là không có quan trọng nha, rất là quan trọng. Nhưng mà mình phải hiểu nó mới tốt, còn không thì giống như là mua về để chơi, để đựng chơi vậy, giống như bình bông này kia mà, hả? Ok, thôi, nghỉ ha, đi ngủ tiếp nha, 14 giờ rồi. Ngủ tiếp, ok. Hồi nãy ngủ ngon, bây giờ ngủ tiếp. Nghe tiếp. Nghe tiếp vậy hết rồi, nghe hoài vậy. Kỳ sao? Gặp một lần là được rồi. Nhiều người đâu có được vậy đâu. Được voi đòi tiền. Giống cái bà đó. Còn cái đó đó. Ok. I go rest. Ok.